Hello everyone, how are you today? Xin chào các em. Hôm nay các em thế nào? Bữa nay trước khi vào bài học lesson 2, chúng ta sẽ xem lại những cái kiến thức của bài kỳ rồi nhé. Bài kỳ rồi chúng ta học về các phòng ở trong một cái nhà của mình. Chúng ta có những cái phòng như chẳng hạn như kitchen. Kitchen là nhà bếp. Living room là nhà là gì? Là phòng khách ha, phòng khách trong nhà. Dining room là phòng ăn. Bedroom là phòng ngủ. Và bathroom là phòng tắm. Rồi, bữa nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài lesson 2. Tựa đề là Brahma and Song. Vậy chúng ta có câu hỏi: Where's grandma? Where's grandma? Bà ở đâu? Chúng ta thấy là chữ where là viết đỏ này ha. Người ta viết màu đỏ. Vậy thì ở đây là where là ở đâu? Và để trả lời cho câu hỏi, bắt đầu là chữ where. Chúng ta có người phụ nữ là she ha, she. Và she thì là ở đây người ta ghi là she's in the dining room. She's in the dining room. Bởi vì bà thì đang đâu? Đang trong cái phòng ăn ha. Chính là she's in the dining room. Đó. Vậy bây giờ để đặt câu hỏi để trả lời đúng hay sai thì chúng ta sẽ đưa chữ y lên đằng trước lên câu hỏi, thì ta là is. Vậy thì bây giờ trong trường hợp là đây là cái hình ảnh là nhà bếp ha, nhà bếp, thì tôi nói là bà có trong nhà bếp không? Thì ta is she in the kitchen. Is she in the kitchen. Thì bây giờ trong trường hợp về bức tranh này, hay trong bức tranh này chúng ta thấy là bà thì đang ở trong phòng ăn chứ không phải trong phòng bếp ha. Cho là câu trả lời là no she isn't. No she isn't. Đó. Và bây giờ người ta hỏi, chúng ta sẽ đặt câu hỏi để mà trả lời yes, khẳng định là đúng. Thì do là bà ở trong phòng ăn thì chúng ta đặt câu hỏi là is she in the dining room. Bà có trong phòng ăn không? Is she in the dining room? Bà có trong phòng ăn không? Và trường hợp thực tế là bà đang ở trong phòng ăn thì ta trả lời là yes, she is. Yes, she is. Rồi, bây giờ các em sẽ lặp lại nhé. Where's grandma? She's in the dining room. Is she in the kitchen? No, she isn't. Is she in the dining room? Yes, she is. Rồi, bây giờ ta sẽ nghe máy đọc có âm điệu, chúng ta sẽ bắt chước theo máy nhé. Listening 82. Listen and repeat. Where's grandma? She's in the dining room. Is she in the kitchen? No, she isn't. Is she in the dining room? Yes, she is. Rồi, bây giờ hãy mời các em nghe lại lần nữa nào. Listening 82. Listen and repeat. Where's grandma? She's in the dining room. Is she in the kitchen? No, she isn't. Is she in the dining room? Yes, she is. Ok, rồi tiếp theo chúng ta qua phần số 2. Number 2, listen and sing. Nghe và hát theo. Trước khi nghe và hát theo chúng ta thấy là gì? Ở trong này có ngữ cảnh là gì? Một bé gái đang ở trong phòng ngủ ha, in the bedroom. Bà thì đang ở trong phòng ăn là in the dining room.
Còn cái bạn này, bạn nam này đang ở đâu? Ở trong phòng tắm là gì? In the bathroom. Còn ông thì đang ở đâu? Đang ở trong phòng khách kia là in the living room. Còn ba và mẹ đang ở đâu? Trong nhà bếp kia là in the kitchen. Rồi bây giờ ta sẽ lắng nghe bài hát. Listening 83. Listen and sing. Where's Grandma? Is she in the bedroom? No, she isn't. She's in the dining room. Where's Grandpa? Is he in the bathroom? No, he isn't. He's in the living room. Rồi, các em hãy nghe lại bài hát nào. Listening 83. Listen and sing. Where's Grandma? Is she in the bedroom? No, she isn't. She's in the dining room. Where's Grandpa? Is he in the bathroom? No, he isn't. He's in the living room. Tiếp theo, chúng ta qua phần number 3. Look and write. Nhìn và viết. Vậy thì chúng ta sẽ có câu hỏi đã học rồi. Chúng ta có chữ double U. S E R E đó là where. Bây giờ đặt câu hỏi ha, về nơi chốn người ta có là where's grandpa. Where's grandpa ha. Đây chúng ta có từ where nè, where's. Where's chúng ta sẽ viết xuống đây. Where's grandpa. Và trả lời he's. He's sao? He's thì chúng ta có từ là gì? In. In. In là trong ha. Là ta viết xuống là he's in the living room. Hay là nói là câu hỏi nhé. Where's grandpa? He's in the living room. Đó là câu hỏi và câu trả lời. Nó giống như là ask and answer, hỏi và trả lời đấy. Hỏi và trả lời. Rồi. Chúng ta có gì? Is mom in the kitchen? Is mom in the kitchen? Mẹ có ở trong bếp không? Thì chúng ta có câu trả lời là gì? Mẹ có trong bếp không? Có mà đúng không? Vậy chúng ta hay là yes. Yes, she is. Vậy ta từ yes ở đâu? Đây, yes, she is. Rồi viết xuống đây. Yes, she is. Viết xuống nhé. Đó, bạn nữ này cũng nói nè, hỏi nè, is she in the kitchen? Mẹ có trong bếp không? Là mẹ đang chuẩn bị đồ ăn này không? Đó, vậy là mẹ đang trong bếp, thì trả lời là yes, she is. Ok. Ten 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 ten. Rồi, tiếp theo các em mở cuốn sách bài tập ra, cuốn workbook ha. Chúng ta mở trang số 42. Rồi. Trong trang 42 này, chúng ta có phần bài tập. Các em hãy nghe lại nhé. Ở đây cầu listen and draw lines. Listen and draw lines nghĩa là nghe và vẽ một cái đường đến cái vị trí đó. Đây tôi xác định là gì? Đây là gì? Phòng này phòng gì? Phòng này phòng gì? Phòng này phòng gì? Phòng gì đây? Phòng gì đây? Phòng gì đây? Đó. Tôi xác định phòng nhé. Rồi bây giờ ta xác định là đồ vật. Ở đây là con búp bê là doll. Cái xe đạp là bike. Cái banh là ball. Và con xe hơi là car. Bây giờ ta sẽ nghe nào. Listening 16. Listen and draw lines. 1. The doll is in the living room. Sorry? The doll is in the living room. Right. Right. Thì ta nói là the doll is in the living room. Thì ta cho vẽ nè. Có đường xuống đây. Living room. Rồi tiếp theo. Ta xem nào.
Tiếp theo là số 2 này nói thế nào đây? 2. The bike is in the living room. The bike is in the living room? Yes. Okay. The bike is in the living room. Cũng là the bike is the living room, chúng ta sẽ kẻ một cái đường. Ta kẻ một cái đường ha. Kẻ từ đây. In the living room. Rồi. Ta kẻ một cái đường ha. Đó. Rồi ha. Rồi chúng ta nghe tiếp nào. 3. The ball is in the kitchen. In the kitchen? That's right. The ball is in the kitchen. Các bạn nghe là gì? The ball is in the kitchen. Vậy ta sẽ the ball in the kitchen. Kitchen là cái nhà bếp. Nhà bếp nằm đâu rồi? In the kitchen là phải ở đây đúng không? Kitchen là nhà bếp mà. The ball is in the kitchen. Yes, okay. 4. And now the car is in the bathroom. In the bathroom? Yes. The car is in the bathroom. Right. Right. The car is in the bathroom. You know? Cars in the bathroom. Okay. Okay. Rồi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bài listen and realize. Listen and realize xong rồi đó. Rồi tiếp theo là number 2, write là viết. Ở đây người ta cho mình những cái phòng, sẵn những phòng rồi. Bây giờ chúng ta nhìn cái đồ đạc thường thường trang trí trong phòng ha, để trang trí, để sắp xếp trong phòng. Đó, chẳng hạn bàn ghế. Thì chúng ta sẽ, bàn ghế này thì ta sẽ có là nằm ở thường thường trong phòng ăn. Vì ta thấy phòng ăn là dining room, vậy là this is in the phòng ăn là dining room. Rồi bây giờ chúng ta thấy cái giường này thì nó trong phòng nào? Đã ghi vô đây nha. This is in the gì đó trong cái phòng này nè. Giường này để trong phòng nào ghi đó. Để tương tự những cái vật này, chúng ta coi phòng nào phù hợp thì ghi xuống dưới ha. Rồi. Bây giờ chúng ta cũng tiếp tục qua trang 43. Trang 43 thì ta lesson 2 nè. Follow and write. Theo và viết ha. Theo đừng cái đường dẫn nè, đường dẫn đi rồi viết. Bây giờ người ta gửi cho mình chữ where's. Vậy tất where này là đặt câu hỏi. Vậy tất cả những cái câu dưới này chúng ta sẽ đưa từ where's tới đây hết ha. Đặt câu hỏi mà. Where's Rosie? Rosie đâu rồi? Where's Dad? Dad đâu rồi? Where's Grandma? Bà đâu rồi? Where's Billy? Billy đâu rồi ha. Tôi đặt câu hỏi từ where tôi viết đây ha. Theo yêu cầu của đề bài ha. Yêu cầu đề bài là where's. Và bây giờ cái khúc sau này là trả lời she in the he's in the she's in the he's in the đời gì phòng nào chúng ta không biết được thì yêu cầu là chúng ta sẽ theo cái bước chân để xem người ta đi đâu. Chẳng hạn ở đây là Rosie bước chân này đi xuống đây và đến căn phòng này gọi là living room. Living room thì ta sẽ là where's Rosie? She's in the Rosie đến cái phòng này thì là chúng ta sẽ ghi từ living room vào đây. Thì tương tự where's Dad? Thì he's in the gì? Dad đi đâu đây? Thứ bước chân của Dad đi đâu? Dad dining room ha. Đi đến dining room thì ta sẽ ghi là he's in the dining room. Tương tự các bạn sẽ làm tiếp theo nha. Rồi, number 2, ask and answer. Trả hỏi và trả lời câu hỏi. Bây giờ ở trên đây mình viết rồi đó. Bây giờ mình sẽ trả hỏi, mình tập hỏi và tập trả lời. Vậy ta có là where's Rosie? She in the living room. Nãy mình ghi the living room nè. Tiếp tục mình hỏi là where's Dad? Mình tự trả lời he's in the gì đó. Where's Grandma? She's in the gì? Mình ghi vô đây rồi mình tự nói ra. Where's Billy? He's in the gì đó. Mình ghi rồi mình sẽ nói ra nha. Mình tập nói để cho quen nha. Rồi, chúng ta nhớ là cái bài văn lesson 2 này là người ta đặt câu hỏi và trả lời. Trong đó chúng ta có câu hỏi là trả lời yes, no, đúng hay sai. Chẳng hạn, is she in the living room? Bà ấy có trong phòng khách không? Hai cô ấy có trong phòng khách không? Nếu mà đúng thì trả lời yes, she is. Còn trường hợp mà không phải trong phòng khách, chúng ta trả lời là no,
She isn't. Ha. Chú ý là đúng thì trả lời yes. She is. Còn no, không đúng thì no. She isn't. Rồi, bài hướng dẫn của thầy đến đây là kết thúc. Goodbye everyone.